Người kia họ chắc là nhà đầu tiên đi kịp đó. Thật thật đầu tiên thì chắc là chúng ta sẽ không thắng nổi họ rồi. Hả? Cậu nói thật chứ? Vậy mà mình cứ tổn thì được đâu với họ chứ. Dù cô cũng không mất mình lắm. Cậu nói tiếng à? Nhưng mà thắng thua đâu quan trọng, cái chính là mình được đưa mà, không phải vậy sao?